Hello, kính chào tất cả các quý khách hàng đã đến với xưởng gỗ Giá Tận Gốc Thiên Phú. Trước mắt các quý khách đây là mẫu Minh Quốc Voi gỗ hương đá, hàng tay 12 nhưng mà là chân 14 các bác nhé. Vâng, một sản phẩm này bên em làm gồm 6 món, một đoạn dài. Bên tay phải em đang quay đây, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp to và một đôn kẹp nhỏ các bác nhé. Thông số kỹ thuật bộ sản phẩm này như thế nào thì ngay sau đây em xin các bác một ít phút để đi vào thông báo từng món của bộ sản phẩm. Xin mời các bác đi theo em. Đầu tiên là đến chiếc đoạn dài. Đoạn thì bên em có làm kích thước dài là 2m1, cao là 1m20 và sâu là 60 các bác nhé, sâu 60. Chương thì bên em có làm chương đục voi. Một bộ sản phẩm hàng đẳng cấp, hàng tay nguyên khối, chỉ với giá 46 triệu các bác nhé, 46 triệu một bộ sản phẩm Minh Quốc Voi. Hàng tay 14, hàng tay 12, em xin lỗi, tay 12 nhưng mà chân 14 các bác nhé. Chương thì bên em có đục chương voi, voi mau mút các bác ạ. Chương voi và đây là cái thân, thân voi đây. Voi đang cõng đồng tiền. Voi thì là một con linh vật có ý nghĩa, mang lại sự mạnh mẽ. Ngoài sự mạnh mẽ thì còn mang may mắn về cho gia chủ các bác nhé. Nên là được rất nhiều những mẫu bàn ghế khắc lên, cực kỳ là ưa chuộng các bác ạ. Chương thì bên em có làm chương liền nguyên một tấm, liền nguyên một khối các bác nhé, em xin lỗi, liền nguyên một khối và độ dày lên đến 8 phân các bác nhé. Độ dày của chương lên đến 8 phân. Vách thì bên em có làm vách vách 3 tấm như thế này. Vách 3 tấm như thế này. Ở hai bên ria này thì em có đục biểu tượng của voi các bác nhé. Đúng như là tên gọi luôn, Minh Quốc Voi. Những chi tiết, những hình ảnh của voi thì được đục chạm trên chiếc chương và những chiếc vách cực kỳ là tinh xảo. Chính vì ý nghĩa của voi là mang sự mạnh mẽ và may mắn cho nên là nó đi kèm với cả tiền tài đấy ạ. Mang sự may mắn các bác nhá, may mắn về cho gia chủ. Những hình ảnh voi cõng trên lưng, hũ tiền cực kỳ là đẳng cấp các bác nhé. Tay thì bên em có làm là tay 12. Tay 12 các bác nhé. Cột 12, em xin lỗi, cột 12 vào tay thì là tay voi. Nguyên một khối như thế này, không ghép. Nguyên một cái khối tay như thế này, không ghép các bác nhé. Cực kỳ là có giá trị ạ. Vâng, gỗ hương đá thì là một chất liệu gỗ rất là cứng chắc, chịu nắng chịu mưa cực kỳ tốt. Bác nào mà ở trong miền trong mà thời tiết có nắng nóng một chút, sợ gỗ nó nứt thì lên chọn cho mình loại gỗ hương đá này các bác nhé. Bên em thì có khi mà làm lên một bộ sản phẩm như thế này thì tất cả những tấm gỗ đều đã được qua tẩm sấy, khô ngót hết thì mới cho lên một bộ sản phẩm như thế này. Chân bên em có làm là chân 14 ạ. Đầu voi, đầu voi, chân voi các bác nhé. Con tranh bên em có làm dày 4 phân và ván 2 phân, cổ chỉ 2 tầng. Yếm thì có đục voi kéo tiền. Voi kéo tiền các bác nhé. Tiếp theo là hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm. Hai chiếc ghế đơn em có làm theo kích thước ngang, chiều ngang là 90, cao là 1m20 và sâu là 60 ạ. Ghế đơn thì cũng làm tay 12 và chân 14 các bác nhá. Cột 12 và chân 14, tay thì là tay nguyên khối. Tay voi nguyên khối. Chương thì cũng có đục là chương voi ạ, hai cái đầu voi ở hai bên như thế này. Chương thì là chương liền các bác nhá. Chương liền, vách liền.
và tay voi cũng liền nguyên một khối, hai chiếc ghế đơn như nhau ạ. Khuôn tranh cũng được làm dày 4 phân và ván là 2 phân các bác nhá. Cổ chỉ 2 tầng. Và yếm thì được đục là voi. Voi kéo xe tiền. Những cái biểu tượng quen thuộc của cái mẫu Minh Quốc voi này. Các bác có thể nhìn thấy cái cột chân 14 này. Cực kỳ là to các bác nhá. Cột chân 14 thì cực kỳ là to. Tiếp theo bộ sản phẩm em muốn giới thiệu đến cho các bác chiếc bàn bên em có làm là chiều dài là 1m65 và ngang là 80 các bác nhá. Mặt bàn thì em có để trơn và mặt bàn thì làm ván là 2 phân, khuôn tranh là 4 phân các bác ạ. Bàn thì có ngăn kéo. Bàn có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Các bác có thể đựng vật dụng của nhà mình. Cái mặt ván là thì nguyên một tấm các bác nhá. Mặt ván bàn nguyên một tấm, nghe cực kỳ là chắc chắn. Em vỗ các bác có thể nghe cực kỳ là chắc chắn các bác nhé. Tiếp theo của bộ sản phẩm em muốn giới thiệu đến cho các bác là chiếc đôn, đôn cao. Đôn cao em có làm theo kích thước 50x40. Và đôn thì cũng là có ngăn kéo để kéo ra kéo vào các bác nhé. Khuôn tranh đôn thì cũng được làm dày 4 phân và ván là 2 phân ạ. Cuối cùng bộ sản phẩm là chiếc đôn con. Đôn con em có làm theo kích thước 40x40. Toàn bộ chân thì là được làm đầu voi. Chân thì biểu tượng đầu voi và vòi nhá các bác nhá. Đây, biểu tượng cái vòi, con voi đây. Rất là đẹp các bác ạ. Bác nào có thắc mắc về bộ sản phẩm hoặc muốn lấy luôn bộ sản phẩm này thì xin vui lòng liên hệ cho em đến số điện thoại 0966 953553 hoặc đến trực tiếp cơ sở em. Cơ sở 1 là ở đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 ở cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hoặc các bác có thể để lại cho em một lượt comment, để lại cho em số điện thoại của các bác để em có thể gọi điện tư vấn trực tiếp cho nhà mình. Vâng, các bác đừng quên cho em một nút like để em có động lực làm những video tiếp theo các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.